hướng dẫn làm visa du lịch Ý cùng lữ hành Việt Nam. Bạn đã bao giờ mơ ước đặt chân đến nước Ý, nơi lưu giữ những công trình kiến trúc cổ kính, nền văn hóa đậm đà bản sắc và ẩm thực tinh tế bậc nhất thế giới? Hay một lần được bước chân vào thành phố Rome, khám phá vẻ đẹp lãng mạn của Venice và hòa mình vào không khí sôi động của Milan? Hôm nay, Lữ Hành Việt Nam sẽ chia sẻ cho bạn từng bước hoàn thành thủ tục làm visa du lịch Ý, để hành trình của bạn trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Visa Ý thuộc loại visa Schengen ngắn hạn, lưu trú tối đa 90 ngày trong vòng 180 ngày. Visa này thường dành cho mục đích du lịch, công tác, thăm thân hoặc các chuyến đi ngắn hạn. Thời gian hoàn thành visa tại Lữ Hành Việt Nam là 7 ngày từ ngày nhận hồ sơ. Quý khách hàng muốn tham khảo dịch vụ làm visa chọn gói của Lữ Hành Việt Nam, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Hồ sơ xin visa du lịch Ý bao gồm: hộ chiếu gốc thời hạn sử dụng trên 6 tháng, phải còn ít nhất 2 trang trống và tất cả hộ chiếu cũ nếu có. 2 ảnh thẻ dán hộ chiếu chụp kích thước 3.5 x 4.5 cm, chụp trong vòng 6 tháng trở lại theo tiêu chuẩn quốc tế, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng chính diện, không đeo kính và không qua chỉnh sửa kích thước. Bản sao công chứng hoặc giấy xác nhận của địa phương đối với các loại giấy tờ như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sơ yếu lý lịch cá nhân, giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân nếu có và giấy khai sinh của con cái nếu dẫn đi kèm. Tờ khai xin visa du lịch Ý, tờ khai phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Ý kèm chữ ký của người viết đơn. Giấy tờ chứng minh công việc. Đối với nhân viên, lao động cần có những giấy tờ sau: hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc giấy bổ nhiệm chức vụ, bảng lương trong vòng 3 tháng trở lại đây, đơn xin nghỉ phép có chữ ký xác nhận của cấp trên để đi du lịch Ý. Đối với chủ của doanh nghiệp thì cần có giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, tờ khai đã nộp đủ thuế trong 6 tháng trở lại đây và bản sao kê tài chính của công ty trong 6 tháng gần nhất có xác nhận của ngân hàng. Nếu là học sinh, sinh viên cần có đơn xin nghỉ học có xác nhận của nhà trường. Giấy tờ chứng minh thu nhập bao gồm sao kê sổ tiết kiệm trong 6 tháng gần nhất, giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản cá nhân khác như đăng ký xe, giấy tờ đất đai, lịch trình chi tiết chuyến đi du lịch Ý, giấy xác nhận booking vé máy bay, booking khách sạn, nơi ở khi du lịch Ý, bảo hiểm du lịch đi Ý, giấy mời của công ty du lịch. Quy trình làm thủ tục xin visa Ý tại Lữ Hành Việt Nam. Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ visa du lịch Ý, tư vấn, đánh giá tổng quan hồ sơ. Bước 2. Ký hợp đồng dịch vụ, nhận hồ sơ và các giấy tờ cần thiết. Bước 3. Đặt lịch hẹn nộp hồ sơ và làm các bước dịch thuật, hoàn thiện hồ sơ nộp. Bước 4. Hướng dẫn khách hàng phỏng vấn và đến trung tâm lấy dấu vân tay. Bước 5. Theo dõi hồ sơ, thông báo kết quả hồ sơ và nhận kết quả. Bước 6. Trả kết quả visa tận nơi giúp bạn. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ tiếp thêm tự tin cho bạn trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ. Chỉ cần chuẩn bị đúng và đầy đủ các giấy tờ cần thiết, giấc mơ đặt chân đến nước Ý sẽ chẳng còn xa vời. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ thêm, hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi. Chúc bạn sớm có một hành trình trọn vẹn và những trải nghiệm đáng nhớ tại đất nước Ý mộng mơ.